Cô xin chào các em. Cô tên là Nguyễn Thị Bé, giáo viên chủ nhiệm lớp 1D, trường tiểu học B Bình Thủy. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em nội dung môn toán lớp 1, bộ sách Chân trời sáng tạo của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Qua bài Tờ lịch của em, trong tiết học này, cô sẽ hướng dẫn các em cách đọc tờ lịch và cách đọc thời khóa biểu của lớp. Để học tốt tiết học ngày hôm nay, các em chuẩn bị cho cô sách giáo khoa toán lớp 1, bộ sách Chân trời sáng tạo, tờ lịch bốc và thời khóa biểu của lớp. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang hoạt động khởi động. Ở tiết trước, các em đã học bài các ngày trong tuần. Để học tốt tiết học ngày hôm nay, các em cùng ôn lại kiến thức nhé. Đầu tiên, các em hãy cho cô biết trong tuần có các ngày nào. Trong tuần có các ngày Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Tiếp theo, các em hãy cho cô biết hôm nay là thứ mấy, ngày bao nhiêu? Ở câu hỏi này, cô biết là có một số em trả lời rất chính xác. Tuy nhiên, có một số em sẽ quên không nhớ hôm nay là thứ mấy, ngày bao nhiêu. Vì vậy, nếu lỡ chúng ta có quên không biết hôm nay là thứ mấy, ngày bao nhiêu, thì cách tốt nhất là chúng ta cần phải xem lịch các em ạ. Vì vậy trong tiết giảng hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em cách đọc tờ lịch như thế nào nhé. Chúng ta bước sang hoạt động số 2, khám phá. Các em quan sát tờ lịch. Chúng ta sẽ đọc tờ lịch từ dưới lên như thế này. Ở góc trái tờ lịch, các em thấy dòng chữ thứ bảy. Như vậy tờ lịch chỉ cho ta biết thứ bảy. Tiếp đến các em thấy chữ số 5 rất to, có nghĩa là tờ lịch chỉ cho ta biết ngày năm. Như vậy tờ lịch này chúng ta sẽ đọc là thứ bảy ngày năm. Cô nhắc lại thứ bảy ngày năm. Khi đọc tờ lịch, các em nhớ là chúng ta sẽ đọc thứ trước, rồi tiếp đến chúng ta sẽ đọc ngày. Như vậy cô đã hướng dẫn các em cách đọc tờ lịch, các em đã nắm rõ chưa nào? Giờ chúng ta sẽ bước sang hoạt động số 3, luyện tập thực hành. Ở phần thực hành số 1, đọc thứ ngày trên các tờ lịch. Ở đây cô có tờ lịch số 1, tờ lịch số 2, tờ lịch số 3. Các em quan sát tờ lịch. Số 1. Ở tờ lịch số 1, các em thấy có dòng chữ thứ tư. Như vậy tờ lịch chỉ cho ta biết thứ tư. Tiếp theo các em thấy chữ số 2, có nghĩa là tờ lịch chỉ cho ta biết ngày 2. Như vậy
Lịch số 1 này chúng ta sẽ đọc như thế nào đây? À, lịch số 1 này chúng ta sẽ đọc là thứ tư ngày 2. Tương tự như thế, lịch số 2 chúng ta sẽ đọc như thế nào? À, lịch số 2 chúng ta sẽ đọc thứ 6 ngày 20. Và lịch số 3 chúng ta sẽ đọc như thế nào? À, chúng ta sẽ đọc là thứ 2 ngày 8. Chúng ta sang phần thực hành số 2. Em cùng các bạn đọc tờ lịch đã sưu tầm. Các em quan sát tờ lịch. Tờ lịch này chúng ta sẽ đọc như thế nào? À, thứ ba ngày 25. Các em quan sát tờ lịch tiếp theo. Tờ lịch này chúng ta sẽ đọc là thứ tư ngày 30. Các em quan sát tờ lịch tiếp theo. Tờ lịch này chúng ta sẽ đọc là thứ năm ngày 2. Các em quan sát tờ lịch tiếp theo. Tờ lịch này chúng ta sẽ đọc là thứ sáu ngày 27. Các em quan sát tờ lịch tiếp theo. Tờ lịch này chúng ta sẽ đọc là thứ ba ngày 24. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần luyện tập số 1, lịch vui của em. Trong phần luyện tập này, yêu cầu chúng ta là em có biết thứ ngày của mỗi tờ lịch sao không? Trong bài tập này có tất cả là 3 tờ lịch vui. Mỗi tờ lịch đều có hai dòng thứ ngày. Như vậy chúng ta sẽ lấy ngày hôm nay làm mốc với các em. Cô ví dụ nếu hôm nay là ngày 16 thứ tư thì ngày mai sẽ là ngày nào? Ngày mai là ngày hôm sau của ngày nay. Nếu hôm nay là ngày 16 thì ngày mai chúng ta chỉ việc đếm thêm một, nghĩa là ngày 17. Nếu hôm nay là ngày 16 thì hôm qua sẽ là ngày nào? Chúng ta chỉ việc đếm lùi một, nghĩa là ngày 15. Nếu hôm nay là thứ tư thì ngày mai sẽ là thứ năm. Nếu hôm nay là thứ tư thì hôm qua sẽ là thứ ba. Như vậy, dựa vào thứ ngày của ngày hôm nay, chúng ta sẽ biết được thứ ngày của ngày hôm qua và ngày mai. Đối với ngày, chúng ta chỉ việc đếm thêm một. Còn đối với thứ, chúng ta sẽ sắp xếp các thứ theo thứ tự các ngày trong tuần. Các em nhớ nhé. Chúng ta sang phần luyện tập số 2. Ở đây, bài tập yêu cầu chúng ta là điền thứ vào chỗ trống. Như vậy, như cô đã nói là thứ sẽ được sắp xếp theo thứ tự các ngày trong tuần. Trong bài tập này cho ta biết hôm nay là chủ nhật. Như vậy hôm qua sẽ là ngày nào? À, hôm qua sẽ là ngày thứ bảy. Hôm nay là chủ nhật, vậy ngày mai sẽ là ngày nào? À,
Ngày mai sẽ là thứ hai đầu tuần. Ngày mai là thứ năm. Vậy hôm nay sẽ là ngày nào? À, hôm nay sẽ là thứ tư. Hôm qua sẽ là ngày nào? À, hôm qua sẽ là thứ ba. Chúng ta sang phần luyện tập số 3. Trong bài tập này yêu cầu các em là đọc thời khóa biểu ngày hôm nay của lớp em. Đây là thời khóa biểu của lớp. Tác dụng của thời khóa biểu là giúp chúng ta chuẩn bị cặp sách chu đáo. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em cách đọc thời khóa biểu. Đầu tiên chúng ta sẽ đọc thứ trước. Tiếp đến chúng ta sẽ đọc buổi. Buổi thì chúng ta sẽ có buổi sáng và buổi chiều. Và tiếp đến là chúng ta sẽ đọc môn học. Cô nhắc lại, khi đọc thời khóa biểu các em sẽ đọc thứ rồi đến buổi và sau cùng chúng ta sẽ đọc môn học. Cô nhắc lại, khi đọc thời khóa biểu là các em sẽ đọc thứ rồi đến buổi và sau cùng là môn học. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành đọc thời khóa biểu của lớp nhé các em. Cô nhắc lại, khi đọc thời khóa biểu là chúng ta sẽ đọc thứ trước rồi đến buổi. Như vậy, thời khóa biểu ngày thứ hai chúng ta sẽ đọc như thế nào đây? À, thời khóa biểu ngày thứ hai chúng ta sẽ đọc là thứ hai sáng, tiếng Việt thể dục đạo đức, chiều luyện đọc luyện viết. Thời khóa biểu ngày thứ tư chúng ta sẽ đọc như thế nào? À, thời khóa biểu ngày thứ tư chúng ta sẽ đọc thứ tư sáng toán tự nhiên xã hội tiếng Việt. Thời khóa biểu ngày thứ sáu chúng ta sẽ đọc như thế nào? À, thời khóa biểu ngày thứ sáu chúng ta sẽ đọc thứ sáu sáng toán tiếng Việt chiều luyện toán luyện viết sinh hoạt lớp. Thời khóa biểu ngày thứ ba chúng ta sẽ đọc như thế nào đây? À, thời khóa biểu ngày thứ ba chúng ta sẽ đọc là thứ ba sáng toán tiếng Việt chiều luyện toán luyện đọc trải nghiệm. Thời khóa biểu ngày thứ năm chúng ta sẽ đọc như thế nào? À, thứ năm sáng tiếng Việt âm nhạc mỹ thuật chiều luyện toán tự nhiên xã hội luyện đọc. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các em cách đọc thời khóa biểu. Bây giờ chúng ta sẽ sang hoạt động 4, vận dụng. Ở phần vận dụng này, các em hãy đọc các từ lịch sau cho cô. Từ lịch thứ nhất, các em quan sát và đọc giùm cô. À, và lịch thứ nhất chúng ta sẽ đọc là chủ nhật ngày 3. Tiếp theo các em quan sát và lịch số 2. Rất chính xác, và lịch số 2 chúng ta sẽ đọc là
thứ sáu ngày 26. Tiếp theo, cô có câu hỏi: nếu hôm nay là thứ năm ngày 8 thì ngày mai sẽ là thứ mấy ngày mấy? Cô nhắc lại, nếu hôm nay là thứ năm ngày 8 thì ngày mai sẽ là thứ mấy ngày mấy? Đáp án của cô đó là thứ sáu ngày 9. Câu hỏi tiếp theo, nếu hôm nay là thứ ba ngày 10 thì hôm qua sẽ là thứ mấy ngày mấy? Cô nhắc lại câu hỏi, nếu hôm nay là thứ ba ngày 10 thì hôm qua sẽ là thứ mấy ngày mấy? Đáp án của cô đó là thứ hai ngày 9. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các em cách đọc tờ lịch và cách đọc thời khóa biểu của lớp. Cô hy vọng rằng trong tiết học này các em sẽ biết quý trọng thời gian, biết sắp xếp thời gian học tập, vui chơi hợp lý và làm những việc có ích vừa sức với bản thân của mình. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan học giỏi.